Chào các bạn trở lại với kênh Net Media CCTV chuyên mục kiến thức máy tính. Trong clip này mình chia sẻ đến các bạn một project scan QR code để chúng ta lấy thông tin và load bản dữ liệu cần tìm kiếm lên web app nha các bạn. Đầu tiên mời các bạn nhìn lên màn hình để xem demo mình thực hiện trước. Các bạn sẽ thấy ở bên tay trái chúng ta có một sheet dữ liệu và sheet dữ liệu này mình làm mô phỏng nó gồm có tên thiết bị, mã thiết bị, số lượng và cái cột cuối cùng là QR code đều dùng để mã hóa à, mã của thiết bị thì cái ý tưởng của mình là sẽ xây dựng một cái web app giống như ở bên tay phải và web app này chủ yếu là hoạt động ở trên điện thoại hoặc là máy tính bảng nha các bạn khi các bạn truy cập vào web app này một cái giao diện rất là đơn giản như thế này gồm có một cái button khi các bạn click vào cái button quét mã này thì nó sẽ hiển thị nên một cái khung để chúng ta scan QR code khi các bạn scan cái QR code thì nó sẽ lấy toàn bộ những dòng dữ liệu có cùng mã thiết bị hiển thị lên trên web app ở đây các bạn sẽ thấy mình làm ví dụ có mã thiết bị MB1 và PR1 nó trùng với nhau. Web app này nó hoạt động tốt trên tất cả các thiết bị yêu cầu có camera là nó có hoạt động được nha. Thì sau đây mình sẽ bật điện thoại lên và mình quét cho các bạn xem. Rồi ở đây mình có tạo một cái shortcut ở trên màn hình điện thoại của cái web app này nè, mình khởi động lên nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy trên điện thoại nó cũng hiển thị một cái giao diện giống như trên máy tính thôi thì lúc này mình sẽ click vào cái button quét mã nè đó các bạn sẽ thấy cái khung này cũng xuất hiện ha rồi mình click vào regret lúc này chúng ta có thể chọn là camera phía trước hoặc camera phía sau thì mình sẽ chọn là camera phía sau nè đó lúc này á mình sẽ click vào cái button là star canning để tiến hành quét mã nè thì các bạn sẽ thấy ví dụ như ở bên này là đây là máy máy bộ đeo nè và ở đây là mã thiết bị mb1 ha khi mình kéo qua bên này nó sẽ có ngay cái qr uh, code thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ lót ra được cái kết quả tìm kiếm gồm có hai dòng dữ liệu của uh, mb1 ha rồi khi mình sẽ đeo đây các bạn sẽ thấy lúc này máy in Canon nè thì có mã PR1 đúng không thì mình sẽ kéo qua mình quét thử cái mã này nha đó các bạn sẽ thấy nó lôi tất cả các cái mã thiết bị PR1 tương tự như vậy ở dưới này có TV nè thì mình sẽ lôi qua bên đây mình quét cái mã TV đó, các bạn sẽ thấy nó load lên được cái bản dữ liệu của TV Rất là nhạy và chính xác Thì ở đây khi các bạn mà sử dụng cái này thì các bạn có thể in các mã VR code này ra Xong các bạn sẽ dán nó lên ở những nơi mà các bạn cần quét mã Rồi các bạn xây dựng một cái web app này để các bạn chia sẻ Và lúc này chúng ta có thể quét từng mã như thế này đây là một cái chức năng quét mã và lọc sản phẩm này các bạn như vậy mình vừa chia sẻ các bạn thấy được cái demo của cái web app này cũng khá là thú vị và chúng ta sẽ xây dựng nó như thế nào ở trên nền tảng google sheet sau đây mình sẽ thực hiện và phía dưới phần mô tả mình chia sẻ cho các bạn code của app rip này nha Việc bình thường là trên OneDrive chúng ta sẽ nêu mới một cái blank receipt. Và đặt tên cho receipt này là QR cost. Ở đây mình vẫn để là sheet 1 bình thường thôi, bạn muốn đổi lại tên sheet cũng được. Sau đó thì mình sẽ copy lại các bạn dữ liệu. Đầu tiên là mình sẽ copy ở phía bên này nè. mình sẽ làm như thế này để cho các bạn thấy được cái cột cuối cùng đó là cái cột mã QR code thì chúng ta sẽ sử dụng một cái công thức để chúng ta tạo mã QR code nha. Đó, các bạn sẽ thấy đây là cái công thức để chúng ta sẽ mã hóa QR code của một cột nào đó. Thì mình sẽ paste vào đây nè. Rồi, trường hợp này các bạn sẽ thấy mình mã hóa cái cell B2, có nghĩa là mã hóa cái cột B ha đó khi các bạn enter thì nó sẽ đòi cấp quyền chúng ta allow access nè như vậy cái cột cuối cùng này là cái cột mã qr code rồi lúc này chúng ta sẽ grab nó xuống dưới để chúng ta copy công thức này thì các bạn sẽ thấy tự động nó sẽ mã hóa các cái cột b này xuống các cái cell phía dưới nha rồi các bạn bôi đen các bạn kéo nó ra để ta thấy được cái qr code nó to hơn chút nè rồi ok như vậy chúng ta đã có được các QR code mã hóa của thiết bị nha. Xong, chúng ta đã có bản dữ liệu demo, rồi bạn vào Extension vào Apprip thôi. Chúng ta sẽ đổi lại tên cho cái rồi set Apprip này. Rồi ok, mình sẽ xóa bỏ cái code cũ nha các bạn. Sau đó, mình sẽ copy cái code của Trang Code iOS vào. Đây là mã Apprip của Trang Code.iOS thì các bạn sẽ thấy nó có một cái trang index nè mình sẽ tạo mới trang index này ai mình paste vào đây mình xóa bỏ code của trang index cũ nè à, mình pass code này lại và chúng ta sẽ lưu lại nha rồi lúc này các bạn đi mới một cái dự án nè ở đây chọn anh nha Deploy Cấp quyền Như vậy chúng ta đã có một cái web app nha Cái web app này thì bạn chia sẻ Và chúng ta sẽ quét mã thử Trước tiên là mình truy cập trên máy tính nè Đó Thì chúng ta ra giao diện như vậy Khi bạn click vào cái button này Thì sẽ xuất hiện cái khung web code và click vào cái button đóng khung thì nó đóng lại nha thì lúc này mình sẽ chia sẻ cái url này lên trên zalo để mình truy cập trên điện thoại nè rồi đây các bạn sẽ thấy chúng ta đã có một web app rồi mình sẽ quét lại cái web app mới này nha thì khi mà mình click uh, vào cái regret camera thì nó mở cái này lên thì bạn đồng ý nha xong mà chúng ta sẽ chọn camera trước sau nè rồi chúng này scan nè đó, à, thì mình sẽ scan thử nè đây mấy bộ đều đó các bạn sẽ thấy nó sẽ load được kết quả lên web app nha Ok, ở trên đây mình vừa chia sẻ đến các bạn một cái project cũng khá là thú vị. Thay vì chúng ta gõ để tìm kiếm thì chúng ta sẽ sử dụng mã QR code để chúng ta quét thông tin và thực hiện cái chức năng lọc sản phẩm hoặc là uh, theo cái mã và thực hiện cái chức năng lọc theo một cái mã. Sau đó lót toàn bộ dữ liệu đó lên trên nền tảng web. Đến đây clip xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.